Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang thấy được cái sự khác nhau ở trong cái mục Lock Up Rewards ở hai cái tài khoản đào Pi. Ở một cái tài khoản thì các bạn có thể thấy được cái chữ lưu, cái tab phụ lưu, cái nút lưu của cái mục Lock Up này nó vẫn đang được hiển thị và sáng. Trong khi đó thì một cái tài khoản thì lại không có cái chữ lưu này. Thì lý do tại sao lại có cái sự khác nhau giữa hai cái tài khoản đào Pi ở trong cái mục Lock Up Reward như vậy, có thể giải thích như sau. Với những cái tài khoản mà có cái chữ lưu này này, đấy, thì đây là những cái tài khoản mà đã được KYC và Pi đã về ví, nghĩa là mục số 8 đã xanh. Như vậy là các bạn có thể thiết lập một cái tỷ lệ khóa mới cho các cái lần chuyển Pi về ví sau này. Tuy nhiên, với những cái tài khoản mà không có chữ lưu thì nghĩa là sao? Nghĩa là cái tài khoản này chưa được KYC, hoặc trong trường hợp đã KYC thành công rồi nhưng Pi chưa về ví chính thì bạn vẫn còn lưu lại cái phần tỷ lệ khóa của lần trước, của cái lần đầu tiên các bạn thiết lập đấy. Do vậy thì các bạn phải chờ ví Pi về ví rồi thì các bạn mới được thiết lập cái tỷ lệ khóa cho cái lần về Pi về ví lần sau. Đó là cái khác nhau căn bản giữa hai cái tài khoản có chữ lưu và không có chữ lưu ở trong mục Lock Up Reward như vậy. Thì bạn nào mà đang rơi vào một trong hai trường hợp như thế thì các bạn có thể hiểu được cái vấn đề, cái bản chất của cái sự việc xuất hiện cái nút lưu như thế.